Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi bóng đá hôm nay ngày 28 tháng 2, các sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với những trận đấu hứa hẹn hấp dẫn kịch tính. Tại giải Ngoại hạng Anh, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào trận đấu giữa Chelsea với Manchester United ở vòng 26. Trong khi đó, cuộc đọ sức giữa Leicester City với Arsenal cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, đội đầu bảng Atlético Madrid được dự đoán có trận đấu khó khăn khi làm khách trên sân của Villarreal. Còn ở giải Serie A, đội đầu bảng Inter Milan dự đoán có trận đấu dễ thở khi tiếp đón Genoa trên sân nhà. Dưới đây là lịch thi đấu bóng đá cụ thể của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh để theo dõi và cập nhật lịch thi đấu bóng đá, bảng xếp hạng, kết quả các giải bóng đá hàng đầu châu Âu mới nhất. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.